Nếu khán đó thôi. Lúc khán có rồi, lúc khán có rồi, đấy. Này, nắm ghe có rồi này, cái nắm tải có rồi này, chỉ còn đời lúc đang lúc khán nữa thôi. Mình vì mọi người vì mình. Số 1, ok. Số 2, Giật Tăng. Số 3, Lâm Khánh. Số 4, Mai Xuân. Số 5, Quý Lai. 3, số 6, Nhiêu Nổ. Đề nghị các tài chúng ta khẩn trương. Còn một tài làng Lâm Khánh. Như vậy là làng Lâm Khánh không đưa đồ tiền thử tạo. Lâm Khánh đang lên. Đại Lâm Khánh đang lên, lại lên Đại Lâm Khánh ơi. Lại ship ban vẫn đang lượt tới thêm thôi ní, góc thứ hai. Các cậu trà thường của đồ tiên này là giống như đồ tiên thứ 7. Tất cả các tài đều có trải. Vì vậy đề nghị các tài chúng ta không nên bỏ cuộc. Đồ tiên 8 này đều các tài tham gia đều có trải. Vì vậy đề nghị các tài hoàn thành hết cự ly đua 2 vòng 4 đao và không bỏ cuộc. Hai tài Hiếu Khánh và Quý Lai nhằm đưa tài vào, đưa tài vào. Quý Lai số 5, Hiếu Khánh số 3, nhắm lên. Máu lên chứ đừng đi ngoài đấy nữa. Như vậy là Lâm Khánh không bơi đồ tiên này à? Nhắn lên. Số 3, Lâm Khánh số 3. Quý Lai đưa tài vào. Khoan đã này. Khoan ảnh đó. Đưa tài vào đó. Đưa tài vào đó. Đừng ai mà đừng thiếu công bằng. Đi đưa tài vào. Đưa tài vào. Như thế là thiếu công bằng. Đi bố đó. Bố nhớ đều chắc đều cái cháu cả. Bố thăm rồi. Bố kìa. Hiếu Khánh và Quý Lai đưa tài vào. Đưa nữa. Ai mà người ta chưa đua mình thì ta để thử mình. Nếu ai bỏ thì được. Điều công bằng, điều công bằng. Đi vào đi, đi vào, vào, vào. Vào đàng hoàng. Đua bơi có lục lì chứ. Ai mà cũng chơi. Nhanh lên, nhanh lên. Làm như thế là mất thời gian của ban tổ chức và các nhanh lên. Nếu như một lần nữa Hiếu Khánh và Quý Lai không đưa tài vào, ban tổ chức sẽ phạt lệnh và không công nhận giải. Lên lên, Quý Lai, Quý Lai này, lùi đi, lên, đưa, lên với công bằng của mình, ai mà mình các kêu lên đi. Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Đưa tài vào, đưa tài vào. Người treo ra, đưa tài vào đi. Nhanh lên. Đưa vào. Bây giờ thay mặt ban tổ chức ban trọng tài đề nghị Để cô lai cô đua không? Một phục nữa mà không đua là cho đi luôn. Đây nghỉ về trùng trại với cô lai giải quyết cái chỗ này đi. Đi lớn. Là một cái tập thể mới nên chỉ cô lai theo đấy đi. Ăn đồ đi. Thả ra đi. Đây nghỉ bằng trùng trại này, tổ chức này. Đánh chống để thì cô lai này không cho ra luôn. Đề nghị công an dừng lại thì cô lai. Ai cả em mình cả. Wow. tinh đồ đang đến đường vòng 14 về đến Đề Kỳ khán giả cho một tràng một tay chúc mừng đại tinh đồ làm việc đã về những bờ heo về. Các tên đường về đích và dịp thứ hai là tại mùa Thật Cắt. Nhắn thầm cho cả làng dân đồng đi đường để đội vận động viên đua đồ Thái Bình trực trường. Về tự nhiên đội thi thứ 8 là tại làng Thạch Căng. Hoan hô các vận động viên làng Thạch Căng. Đề nghị các vận động viên làng Thạch Căng chúng ta cần trương về đích. Đại Thạch Căng. Thứ 3, đội thi thứ 8 về đích là đơn vị Mai Xuân. Đề nghị chiếc cano kèm sạc 2 chiếc Lũ Khánh và Phụ Đề. Đề nghị cano kèm sạc 2 chiếc. Luôn. Cho Lục Khánh đi về vị trí luôn, cho đi nghỉ về vị trí luôn. Về vị trí để thay đổi vận động viên tổ đẹp nhất, tốt nhất, mạnh khỏe nhất để giải đua giải phá. Và chỉ quy lại sau khi lồng về ruộng là cho về vị trí của đại bản doanh của mình để thay người chuẩn bị cho để đua giải phá, cho đồ đua giải phá. Sau khi kết thúc đội thi thứ 8, ban tổ chức xin công bố kết quả như sau: về nhất Dương Nổ, về nhì Thạch Căng, về ba Mai Xuân và thứ tư là Phủ Kê. Huy Lai và Lũ Khánh là không đủ cửa đi, cho nên ban tổ chức sẽ tạo bóng dài nhất Dương Nổ, nhì Thạch Căng, ba Mai Xuân và thứ tư là Phủ Kê. Xin mời đại diện của bộ nước đi nói trên thì các việc chuẩn bị diễn giải của ban tổ chức. Ban tổ chức trân trọng kính mời ông Võ Ngọc Hồ ở thôn Diên Đồng, xã Phú Dương lên trao giải cho bộ đơn vị đạt giải đầu tiên thứ 8.